Đến hẹn lại lên, người dân Trung Quốc vào mỗi dịp Tết Thanh Minh lại cùng nhau đi tảo mộ. Như đã thành thông lệ, nhiều người trong số này mang cả những đồ vật khổng lồ như máy bay, xe tăng, siêu xe đến buổi lễ, và năm nay cũng không phải ngoại lệ. Trong những hình ảnh được đăng tải mới đây, hàng trăm người dân đã đến nghĩa trang tập thể ở tỉnh Quảng Đông để tảo mộ trong ngày Tết Thanh Minh. Đáng chú ý, thay vì mang những món đồ cúng lễ nhỏ gọn, thì người dân lại chọn cách mang rất nhiều đồ cúng siêu to, siêu khổng lồ, bằng giấy bao gồm máy bay, xe tăng, ô tô, xe máy, tủ đựng đồ, ghế sofa, thậm chí là cả bếp ga và tủ lạnh. Mặc dù tất cả những món đồ này đều bằng vàng mã, tuy nhiên nhiều người vẫn cho rằng hành động này có thể gây lãng phí và ô nhiễm môi trường khi hóa vàng. Theo người dân Trung Quốc, Tết Thanh Minh hay Tết Thanh Minh còn được gọi là lễ tảo mộ, diễn ra vào ngày thứ 15 sau xuân phân theo lịch âm của quốc gia này. Tên của Tết Thanh Minh bắt nguồn từ câu nói, thực vật sinh sôi và phát triển vào ngày tươi mới. Do đó, Tết Thanh Minh theo nghĩa đen, nghĩa là sạch sẽ và tươi sáng, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân cho công việc đồng áng. Tại một số nước châu Á, Tết Thanh Minh được coi là ngày nghỉ lễ bởi tính trang trọng và ý nghĩa. Được biết, không chỉ riêng người dân ở khu vực Quảng Đông, mà hầu hết các tỉnh thành ở Trung Quốc đều ưa chuộng đốt giấy tiền vàng mã. Họ tin rằng người quá cố cũng cần những thiết bị tương tự như người sống để phục vụ cuộc sống. Liên quan đến vụ sạt hầm đường sắt Đèo Cả khiến tuyến đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn, đến thời điểm này các đơn vị liên quan đã huy động hơn 200 công nhân cùng máy móc nỗ lực giải phóng lượng đất đá bên trong hầm bãi gió. Tuy nhiên dự kiến phải 2 đến 3 ngày nữa mới có thể thông hầm tạm thời. Theo đại diện chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh, bước đầu xác định nguyên nhân sạt lở là hầm xây dựng đã lâu năm, đất đá bị vôi hóa, kết cấu yếu dễ sạt lở. Hiện phía nam hầm bãi gió tiếp tục được gia cố khung sắt, phun bê tông trong hầm, đồng thời thống nhất phương án xác định đo tọa độ để khoan đỉnh hầm từ trên núi xuống hầm đường sắt, phía bắc bãi gió để phun bê tông. Sau khi vun bê tông, các đơn vị sẽ chờ đông cứng và tiếp tục khoan gia cố để đưa khung sắt vào trong đường hầm đoạn bị sạt lở. Đồng thời, ngành đường sắt phấn đấu ngày 16 tháng 4 sẽ hoàn thành thông hầm tạm thời. Ngành đường sắt cũng đang làm việc với chính quyền địa phương Khánh Hòa, Phú Yên, cũng như Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an về việc cấm tất cả các phương tiện xe tải đi lại trên Đèo Cả nhằm giảm áp lực cho vỏ của hầm vì đường hầm hiện nằm bên dưới đường quốc lộ. Thiếu những đường gom hoặc nếu có thì gồ ghề bị lấn chiếm là một trong những nguyên nhân khiến người dân tự ý tạo ra hàng loạt lối đi tự mở qua đường sắt. Dù có thuận lợi hơn trong việc di chuyển, nhưng đổi lại, người dân sẽ phải đối mặt với rủi ro, thậm chí là mạo hiểm cả tính mạng của mình. Đáng tiếc là nhiều người vì cái lợi nhỏ trước mắt mà quên đi mối nguy hiểm tiềm tàng. Và ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Sang đường không chú ý quan sát. Chở hàng cồng kềnh băng qua đường sắt không chú ý. Đây chỉ là một trong số ít những hình ảnh người dân sang đường không chú ý mà nhóm phóng viên ghi lại được tại ngõ 210, đường Ngọc Hồi. Điều đáng nói, nơi đây đã là điểm nóng về tai nạn giao thông trong suốt thời gian dài. Chết quá nhiều. Riêng khu vực của tôi ở đây là chết quá nhiều. Mà tôi chỉ biết khu vực, tức là tôi chỉ mới nói là từ đây xuống 1 km và lên 1 km, tức là 2 km. Một xuống mà một lên, tức là 2 km. 2 km thôi là tôi trực tiếp ra xem rất nhiều. Hàng chục vụ. Hàng chục vụ chưa đầy nửa năm luôn. Ở lễ lạ đến ấy, thì người ta này không để ý đến đường tàu, người ta cứ thế người ta đi thôi, đường người ta đi thôi. Thế là đâm ra rất là phức tạp. Đó là phải yêu cầu nhà nước có biện pháp gì cho cái barrier ở đây để chắn cái đường tàu cho người dân đi lại dễ. Hiện có trên 5.700 đường ngang giao cắt đồng mức, trong đó có hơn 4.200 đường ngang dân sinh trái phép, chiếm gần 75%. Ngay trên trục đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, có những khu vực chỉ khoảng 200m đã có hơn 30 lối ngang. Đây là thách thức không nhỏ trong việc kiểm soát, xóa bỏ đường ngang lối mở dân sinh. Theo Cục Đường sắt,
có tới gần 50% vụ tai nạn đường sắt liên quan đến các lối đi tự mở. Mặc dù qua 3 năm triển khai đề án 358 của Thủ tướng Chính phủ đã xóa được gần 2.000 lối đi tự mở, nhưng hiện vẫn còn gần 3.300 vị trí. Chúng tôi rà soát toàn bộ đất ở thuộc hành lang an toàn giao thông, đường sắt, thế và những đang cho trồng ốp sổ đỏ để phân định được là đất giữa các hộ gia đình và đất công, để mà đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để sớm triển khai cái dự án đường gom. Để từ khi mà triển khai được dự án đường gom thì chúng tôi sẽ thực hiện là đóng các cái lối đi tự mở vào, là chỉ có đóng lại thì hạn chế các cái lối đi tự mở thì nó sẽ đảm bảo được an toàn giao thông. Chứ còn nếu các lối đi tự mở như hiện giờ vẫn tồn tại mà chưa có đường gom thì thật sự là nó là những cái vấn đề rất là lan dài, không phải của chính quyền địa phương cơ sở mà liên quan đến các cấp chính quyền cũng đang rất là đau đầu về cái vấn đề này. Trước tình trạng gia tăng các vụ tai nạn giao thông đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, góp phần phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, việc hoàn thành theo đúng lộ trình là rất khó khi nguồn kinh phí ở các địa phương chưa được khai thông, gỡ khó cũng như còn tồn tại nhiều vấn đề. Khi mà đường ngang dân sinh mà có nhiều như thế thì cái việc mà đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, cho tàu chạy qua là rất khó, bởi vì nhân dân đi qua lại, con người ta không phải là lúc nào cũng chú ý được, có những lúc người ta hơ đánh và như vậy là có thể xảy tai nạn bất kỳ lúc nào. Tôi nghĩ rằng là đứng về một cái giải pháp lâu dài là chúng ta vẫn phải tìm cách để có thể nói rằng tách bạch cái đường sắt và đường bộ ra là khác mức. Như thế là sẽ đảm bảo an toàn hơn, tách bạch ra. Và chỗ nào cùng mức thì chúng ta phải có biện pháp rào chắn. Mới đây, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường, chủ bãi phế liệu do tự tháo tôn hạ lan ở lề đường quốc lộ 5 để mở đường ngang trái phép qua đường sắt nhằm thuận tiện cho việc đi lại, mua bán. Tuy nhiên, sau đó tại đây xảy ra tai nạn giao thông đường sắt khiến một người tử vong. Đây có thể xem là một trong những biện pháp mạnh tay của các cơ quan chức năng để răn đe, ngăn chặn việc người dân tự ý mở đường ngang trái phép. Hy vọng nhiều người sẽ nhận ra rằng cái giá của sự tiện lợi nhất thời đôi khi phải đánh đổi bằng tù tội hoặc là tính mạng của con người.